lấy vào ống nghiệm 2 ml dung dịch cần nhận biết. Thả mảnh đồng vào ống nghiệm. Nhỏ thêm 1 ml dung dịch axit sulfuric đặc. Đun nóng hỗn hợp trên ngọn lửa đèn cồn. Phản ứng tạo thành dung dịch màu xanh và khí màu nâu đỏ. Điều đó chứng tỏ rằng dung dịch ban đầu là muối nitrat.